Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tùng MG. Thì hôm nay chúng ta sẽ quay tiếp tục với Ark Survival Evolved Season 1 Legend Comeback tập tiếp theo đây. Thì ở tập trước mình đã có xây nói chung là xây dựng một cái hệ sinh thái vãi cả lìn ra luôn. Đây, dành cho bạn nào chưa biết để mình cởi con bà te ra, mình cho các bạn tham quan cái gọi là cái khu sinh thái River View của mình. Đây. Đây, rộng bao la bát ngàn luôn các bạn. Này nó hơi bị lớn luôn ấy. Các bạn nhớ tập trước là cái khúc này mình xây không có được đúng không? Nhưng mà mình gắn rớ ghém, mình đẩy nó ra một tí và nói chung là xây được. Miễn cưỡng xây cho kiểu như là mình sợ mấy con mà khi mà mình bắt về á, mình chỉnh chế độ wandering là cho nó đi thoải mái ở trong sân á các bạn, trong cái khu vực này nè thì nó sẽ đi ra ngoài. Cho nên mình gán, mình gấu ghém, mình khép nó lại. Còn bấy nhiêu đây thì đây là cái đường đi ra cái chỗ mà bến tàu của mình đây. Nói chung là gấu ghém các bạn, tại vì cái địa hình nó không cho phép mình xây, muốn xây cái gì xây. Nó không giống như là những cái game mà sáng tạo mà vô biên khác. Nó cũng phải có những cái chỗ xây được và những chỗ không xây được. Đây là cái đường đi. Đường đi vàng của mình luôn. Ở đây thì mình sẽ thả vô. Ban đầu các bạn biết mình xây cái này để làm gì không? Để ngăn ra, ví dụ như con nào sẽ đứng ở đây, con nào sẽ đứng đây. Nhưng mà thôi, bây giờ mình mở rộng nó ra luôn là muốn đi thoải mái, miễn sao đừng đi ra ngoài là được. Và sau này mình còn rất là nhiều công trình để mình xây nữa, không nhất thiết là chúng ta phải tối ngày đi tem thú đúng không? Còn nhiều cái để xây lắm các bạn, mình cất Kugigam vô đây rồi. Và những cái con mà to như tập trước mình nói, ví dụ như Ronto, Gigant, T-Rex, Spino hay là đại khái như là cỡ như đó thôi, hoặc là tầm cỡ như đó thì mình sẽ để cho nó đứng yên, mình không có cho nó wandering. Nó đi nó rất là y đùng, nó rất là mệt mỏi. Còn những con kích thước cỡ như con Megatherium này á thì cho nó đi lại thoải mái. Rồi. Và tập trước mình đã xây xong rồi, và tập này thì mình có hứa với các bạn là qua vùng Bắc Cực để tìm những con thú mới. Và nói chung là mình đã có hồi nãy mình cũng bỏ ra khoảng vài phút để mình có thể đọc những cái comment của các bạn. Thì việc đầu tiên mà mình làm trong clip này đó là làm cái MT Rail Bot. Thì mình đã đem cái mod này trở vào rồi. Tại vì mỗi lần mà đi xa các bạn mà tem thú mà vận chuyển nó về là một cái giống như là một cái cực hình vậy đó. Nên là mình phải làm trước đi. Làm luôn. Cái mod này thì giúp nó tiện hơn thôi. Mình thì cũng có thời gian để đem về á, nhưng mà nó lâu thôi là mất thời gian. Chứ chả vấn đề gì với mình cả. Làm được hết á, tại vì mình làm biến thôi chứ chả vấn đề gì. Và trong lúc mình làm thì mình sẽ nói vài điều. Và có một comment của một bạn mình xin giấu tên, mình không nói ra. Đó là nói về cái việc mà nói mình cheat Biotoxin như thế này các bạn. Thực ra mình thừa nhận với các bạn một điều, đó là mình có cheat chứ không phải là không. Mình có cheat, các bạn nên nhớ là điều đó. Và lý do mà mình để cheat là đơn giản là mình làm biến thôi. Các bạn nếu mà các bạn có thể xem được những mục để xem từ trước tới giờ của mình, từ season 1 của kênh Megame cho tới bay tới tận bây giờ luôn á, tính ra là cũng 2-3 năm rồi á. Nếu mà các bạn xem được nhiêu đó thì các bạn biết là để quay được một tập ARK như thế này, một tập video các bạn xem là 45 phút, thì mình cần phải bỏ ra với số lượng thời gian nó hơn như thế để quay. Nào là skip, mình đã có những cái tập mà mình skip, là cái thời gian đó là các bạn không biết được là bao nhiêu, các bạn chỉ biết là vỏn vẹn nó tầm vài phút mà thôi. Nhưng mà thực sự mà nói là nó nhiều hơn số đó nữa. Cái thời gian đi farm, cái thời gian để cái này mình, nếu mình coi rap ở smile đúng không, thì cái thời gian đi farm, cái thời gian chờ thú, cái thời gian này nọ, thời gian nọ thế nọ thế chai gì đó, nó rất là lâu. Và để
tiết kiệm được thời gian của mình cũng như là thời gian của các bạn xem video. Thứ nhất là mình phải skip, cái thứ hai á, để tốn thời gian của mình, tại vì các bạn biết là không phải là mình muốn quay là quay. Lúc trước á, lúc mà thời còn ở trên Megame á, mình chỉ nghĩ tới cái việc là ăn uống no nghỉ say sưa xong rồi quay video cho các bạn xem, ngồi sạp lờ với các bạn. Còn bây giờ còn rất nhiều việc để mình có thể làm nữa, đúng không? Cho nên là không, mình cần phải rút ngắn cái thời gian quay clip của các bạn, không phải là mình ăn gian ăn đó để làm gì. Ủa kỳ ta, Empty Rail Bot, what the fuck, cái này rap ở đâu? Empty Rail Bot này rap ở Smile mà, đúng rồi. Easy coi. Oh, what the hell, chết cha, bị lỗi rồi. Oh my god, bị lỗi rồi ta, sao lại không thấy ta? Đúng rồi, chữ easy mình lấy rồi mà. EASY, không có các bạn ơi. Vậy là nó bị lỗi rồi, không biết là mình ráp ở đâu nữa, để mình xem coi. Nếu mà không ráp được thì nó khá là cực với mình luôn ấy, thề. À, và quay lại cái vấn đề là cheat đấy các bạn. Thì bình thường là các bạn, mình cũng không ngại, mình cũng không ngại thì mình đâu có sợ con mẹ gì đâu, cho nên là mình cheat thì mình nói cheat thôi. Chứ thí dụ mình muốn cheat Biotoxin thì đơn giản thôi, lấy con Spino ra cạp vài phát đi kiếm thôi. Bao nhiêu như vậy, 15 phút, nhưng mà 15 phút có thể là các bạn thấy là nó không nhiều á. Ừ, yển cái cũng ra 15 phút rồi, nhưng mà thực sự mà nói là mình rút ngắn được cái gì thì mình cứ rút ngắn. Thí dụ farm wood, thí dụ cái nào mà gần gần á, mình còn ráng mình lấy con móng tay dài mình đi farm ha. Còn cái nào mà có thể kiếm được nhưng mà có thể lấy được một cách dễ dàng nhưng mà đi khá là xa, khá là mất thời gian thì mình chết thoải mái lắm, chả vấn đề gì cả. Mình chỉ muốn mình rút ngắn thôi. Còn những cái thứ khác, ví dụ như là tem thú, mình cũng tem bằng chính đôi tay mình, nếu mà không được thì mình cũng nhờ Hoàng Anh, chứ đâu phải là mình dùng cheat forget tem hay là do tem để mình có thể tem thú đâu, đúng không? Cho nên cái việc mà các bạn cũng đừng có so đo đồ đạc, cái nào đồ hiếm thì mình sẽ tự tay mình lấy, còn cái nào ví dụ như metal mình có thể đi lấy một cách thoải mái thì mình cứ đi lấy thôi. Biotoxin hay thịt thà vậy, mình lấy được thì mình cứ lấy, còn cái nào mà làm biến mất thời gian thì mình cheat. Cái đó là rút ngắn thời gian cho mình cũng như là cho các bạn. Thay vì một ngày mình rảnh mình có thể quay được 2-3 video, nhưng mà vì các bạn muốn chơi theo kiểu rõ ràng rành mạch phải đi farm các kiểu thì mình chỉ quay được một video cho các bạn xem thôi. Cái việc đó là vô phương á. Và cái vấn đề bây giờ là mình không thể nào mà kiếm được cái easy reward nè, thua rồi nè. Ok, như vậy là chúng ta không rap được rồi các bạn ơi, không rap được. Như là cái mod này là chúng ta bị hư rồi. Để mình làm cái smile khác coi. Smile đúng không? Các bạn chờ một tí, nãy giờ nó hơi lăng tăng về vấn đề mà giải thích cho các bạn. Metal, stone và thiếu stone hả? Ôi thôi. Stone ngoài đây còn không ta? Mình làm xong cái này và đạn Biotoxin mình nghĩ là dư sức để tem một con nào đó thì chắc là mình sẽ đi luôn, mình không khỏi làm đạn, rảnh mình sẽ làm. Rồi như vậy là cái món này không hoạt động rồi các bạn ơi, để mình xem lại, mình xem lại coi. Chứ cái món này không hoạt động là mình hơi bị quấy tèo quá nha.
Empty đây, nó đây nè, rõ ràng cái này là cái gốc nè, cái này là cái này cái gốc, còn cái này cái mod này tại sao nó không ra được. Ok, để mình xem lại coi. Ok các bạn ơi, nói chung là mình làm được ba cái rồi đi, chứ bây giờ mà nãy vô mình mới thoát game ra và mình add cái boss lại, mình mới cài mod lại. Nói chung là bây giờ mình đã có ba cái rồi và bây giờ thì cái việc tiếp theo là đi tam thôi chứ chả vấn đề gì cả. Ủa này có một cái à, chứ không phải là ba cái nữa, mình lộn. Và đem bạn đạn biotoxin vô đây, bảy bảy mươi mấy cây thì quá đủ cho một một cho tới hai con thú hoặc là ba con thú. Và bây giờ hôm nay mình tính là đi thăm một con quét rồ, mà ai ngờ Hoàng Anh ổng nghỉ rồi. Hôm nay sĩ Hoàng Anh và đều bận hết, cho nên là mình đi bằng con bờ te. Mình nghĩ là quên quên nữa, các bạn kêu mình tem cái con ba ba si gì nè, mình nhớ rồi, ba si không 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 có một cái con mà gọi là cá sấu ở đâu là Barry Oni nè các bạn. Cái này bằng các bạn kêu mình tem nhiều dữ lắm, để hôm nay mình kiếm nó coi và để mình lên Google mình search coi con đó là hình dạng như thế nào. Là hình như con này là nó mới update ra cho nên là mình chưa biết được nó như thế nào nữa. Mình tính làm cái gì quên tiêu rồi ta. À, bộ đồ chống lạnh. À, mình để bên đây rồi. À. Đéo thấy luôn. Đem theo nhiêu đây thôi. Thôi. Ok, như đây là quá đủ rồi. Và Rim Mid hả? Rim Mid không biết là con Gigant còn hay không. Nếu mà con Gigant không còn thì cũng đành chịu rồi. Mình cho nó ăn thịt 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 chín luôn. À, nhà mình không có gì ngoài thịt chín nữa bạn. Một tủ lạnh luôn á, tủ lạnh sáu mươi mấy lót á. Ok, đem thịt này theo đi rồi. Và không biết con bà te mình cởi nó được hay không, để mình thử nha. À, bà te đâu rồi ta, bà te đó không phải, chắc mày để bên kia rồi. Và bây giờ chúng ta select go đi nào. Con này thì chắc là nâng stamina cho nó quay thì mình nghĩ là đâu có nào đâu nặng đâu ta. Ôi mấy cái bộ giáp ghẻ này hả, giáp ghẻ mình thiếu cái gì ta, thiếu này không, cái tay cái nào đó ta, cái mình vứt ra luôn. Rồi đi thôi. Và để cái này ở bên cái spylat này số 3. Ok, và để mình lên mình search hình dáng của con ba si gì các bạn kêu mình tem coi. Baryoni đúng không? Baryoni. Cá sấu thì thường thường nó sẽ đóng quân ở những cái vùng đầm lầy. Chính xác là thế. Mình chỉ biết nó là con cá sấu nhỏ nhỏ thôi. Mình có hình như là mình nhớ mày mãi là mình đã từng xem một cái video nào đó về ARK, về có người cỡ con đó rồi. Bây giờ mình đi tìm nó nào. Ok, mình mới lên Google mình xem cái con đó thì theo lý thuyết ở trên Google ARK Wikipedia nó nói là những cái con đó thì thường thường nó xuất hiện ở vùng đầm lầy thì chắc chắn rồi, nhưng mà nó sẽ theo lý thuyết là nó sẽ nằm ở gần đây. À, hình như nó kìa, phải không? Hình như nó kìa. Ôi. Ô, con này là con cá sấu, cũng là con cá sấu luôn các bạn, nhưng mà không phải là sao. Ơ nó ơi, ơi nó kìa, 12 hả? Level 12 có thấp quá không ta? Đi 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 kiếm con nào nó to to hơn. Có thấy con này nó để mình qua cái vùng trống trải để mình xem con cá sấu này nhiêu vậy. Sako level 8. Mình giờ mình chủ trương mình bắt mấy con level cao cao đi các bạn. À, chứ ở đây thì toàn là level thấp không à. Rắn à, đó, nhìn mà muốn tem hết luôn á chứ.
Level 8 không vậy ta? Có con level 12 nữa, con cóc này coi. Nhà mình cũng thiếu cóc nữa má. Mình tem biết nhiêu con giờ nó ui. Ui, không được bay thấp. Mấy quỷ cá sấu này nó bay ra nó sực mình cái là con chim ở lại mà mình đi á. Đó, mấy con quỷ nó ghê lắm. Ui. Cái đéo gì vậy? Ôi, hình như nó ngậm con ốc sên kìa các bạn. What the fuck? Ôi, mình tưởng là cái đầu của nó mà ai ngờ nó ngậm con ốc sên hú hụng dưới nè. Đó, nhìn cũng đái nó quần. Ui, level 28 hả? Mấy rắn này căng vậy. Level 28 cũng cao đó chứ. 56 luôn kìa. Đâu rồi? 32. Chắc mỗi con một viên quá. Mỗi con một viên đi ha, mỗi con một viên đi. Chà, bắn bầy rắn này bắn hơi cực nha các bạn. Từ từ bắt sao đi, bây giờ nhân vật chính của ta mình chưa tìm được, từ từ mình tìm. Saco level 4 chơi cái gì? Raptor. Ui một bầy luôn kìa. Saco 20. Theo lý thuyết là ở đây nó nhiều. Ui có một cái ui chết mẹ rồi. Thôi bỏ mẹ rồi. Ôi hên quá các bạn, mình đậu ngay bài đá luôn. Ui 32 hả? Thôi. Anh cạp em cái không biết làm sao mà về nhà. Ui mình lụm được cái gì? Đồ cưỡi con manta hả các bạn? Ui đúng dịp luôn. Để mình lượn vài vòng mình đi kiếm con đó ha các bạn. Hình như không phải, con này không phải, nhìn hình dạng nó giống vậy thôi chứ không phải. Ủa nó nè. Ui nó luôn kìa. Ủa, sao nhiều con nó giống nó lại nha các bạn. Ok, đậu đây đi. Theo lý thuyết là không biết nó có bắn mình hay không thôi. Theo lý thuyết là không biết nó có bắn mình hay không. Ui. Ui. Holy shit. What the fuck gì vậy? Ui. Thôi nó chạy rồi. Mình mặc giáp sắt mà đâu có sợ. Ôi đừng có xỉu. Xỉu dưới nước là ôn lằn luôn. Con quỷ này chạy nhanh dữ người ta, nghe các bạn nói là thể lực cái stamina của con này với lại là con này có thể đánh chóng đó các bạn. Ui đằng kia, ủa mất dấu nó rồi. Có khi nào nó rớt lại ở đâu đây không ta? Không thấy nó nữa. Theo nguyên lý là nó đâu có chạy xa. Ủa nó bên kia hay gì kìa. Nó kìa. Ui. Ui. Thôi đứng tăng luôn. Nó quýnh có 8 đam à. Đúng không? Nó đúng không? Đúng rồi, Barry vậy nè. Ok, cho em mấy ăn liền. Mình nghe có biến. Ui, bay lên liền. Biết lắm mà. Cano này nhiêu? Cano này 68 căng đấy. Cano này băng căng đấy. 68 cũng ổn áp đấy. Ui, bắn gì mà không trúng. Hơi ảo vậy. Xạo thì chứ. Ui con ba chim này tăng, gán tăng đi em ơi. Ui chết mẹ rồi, ôi bỏ mẹ rồi. Ui. Ôi tuổi. Má mình thân thủ dữ lắm các bạn ơi. Dân trong nghề nó vậy. Ui bắn trúng cây dừa nó vãi cái đáy á. Hay quá. Chuẩn của mẹ nó luôn. Ui. Ui gì mà. Ui Myroraptor. Ui. Ui không được dở cái con đó.
Con quỷ đó nó giết mình mấy lần các bạn nhớ không? Lúc mà con Arantavis đó các bạn. Nó giết mình mấy lần luôn á. Ủa mà con quỷ Bari kia nó ăn trái cây hay ăn thịt ta? Ui nó ăn trái cây mấy ông ơi, nó ăn trái cây. Nãy giờ không nói sớm. Ăn trái cây thì dễ thôi. Ưu tiên cho nó ăn trái tím rồi các bạn. Nếu mà các bạn tem động vật nhưng mà có nhiều bỏ nhiều đi, mình cũng không cần gấp. Ủa kỳ vậy. Ủa nó ăn cái gì? Ủa xạo nha. Ui để mình ra mình coi con này nó ăn cái gì các bạn. Ui nó ăn thịt cá mấy ông ơi, nó ăn thịt cá. Phải không? Ủa con này quỷ này ăn thịt cá thôi ta. Chỉ ăn thịt cá thôi. Ui. Rồi mới gặp luôn. Có con cá nào. Ui cái gì vậy? Ui hư súng con mẹ nó rồi. Ôi vãi liền. Thôi quýnh con này đỡ đi. Mình nhớ mình có cái rìu xanh mà, đúng không? Chết mẹ rìu xanh mình để đâu nữa rồi. À ok, lấy rìu đỏ này đi. Rìu xanh uống sẽ thịt nhiều hơn các bạn. Nó nói là tốt nhất là cho nó ăn cái round remix của fish đó các bạn, của cá đấy. Ồ, thịt cá nó mới ăn mấy ông ơi. Chết luôn. Ok, Gamma 3 thôi. Mình thấy bên kia có một con Stratego nữa cả. Một con Stratego nhìn nó cũng bắt mắt lắm á. Bỏ rồi có con cano của mình đâu rồi. Cano mình nằm kia. Ủa mà bây giờ súng mình hết rồi. Súng mình bể hết mẹ rồi. Không có đem súng dự trữ đâu. Thôi nữa. Thôi. Thôi 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 thôi. Khó nhìn nhỉ. Con này lên tới ui cộng tới ba mươi mấy level. Căng đấy, ban căng đấy. Mình đợi con này về, mình đợi con này xong cái mình đưa nó vô cái Vibe rồi mình về hết các bạn. Rồi mình sửa cái súng cái mình quay là mình đón con cano liền. Rồi Red có 8 à. Con này gần nhanh lắm, gần sau để mình làm đồ cửa cho nó. Hồi nãy mình làm rồi đúng không? Oni. Mình ráp tại đây luôn được hả? Mà có metal không ta? Bari. What the fuck? Ủa kỳ là. Ui. Holy shit. Ôi thôi. Thôi anh ơi. Mình nghe nó gầm là thấy thôi, xong rồi ông giáo à. Nghe nó gầm là thôi xong rồi ông giáo à. Ok dụ dụ nó qua đây, dụ nó qua đây. Ô, thôi 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 đừng đánh cano em. Thôi, đừng đánh cano em. Đây này, đây này. Ủa sao nó cạp mình không trúng đam ta? Ủa? Con chim mình không mất máu luôn kìa. Đó mất máu rồi nè. Giết em ơi, giết nó. Hai 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 quá hay quá. Ui, chết luôn hả? Có remit. Hay quá, có remit. Ôi không được không được không được không được không được không được. Ui con quỷ đó là chiên quýnh mình luôn á. Thôi nhưng mà không sao, mình trâu mà. Còn miếng nữa. Ui không được không được không được. Hết stamina. Nó đi hơi căng á, nó đi. Ok. Tăng nó luôn, tăng luôn, tăng luôn. Tăng luôn. Một cú sấy này hạ ba con luôn. Ui không được. Chết mẹ rồi. Từ từ quá, timing không đúng lúc. Ok. Mới hạ được con hả? Một em. Hai em luôn. À, xong rồi. Ủa nhưng mà mình thấy một cái hiện tượng lạ là sao sao mình không ráp được cái đồ cửa cho nó ta.
Rõ ràng ở trong đây nó. Ủa ba, ba gì? Cái này là Paris. Ok, Paris chứ không phải Paris. Paris cũng đâu ráp được đâu ta. Ủa kỳ vậy ta, mình học rõ ràng mình học rồi mà. Ồ, con này ráp ở Smile các bạn ơi, mình mới ra mình tham khảo ở trên trang web. Nó nói là ráp ở Smile. Ủa kỳ ta. À, sao nhiều cái mình thấy nó ảo ảo sao? Ba hồi á thì không để chữ Smile. Ba hồi thì không chừng thôi mà thôi bỏ đi. Giờ đi về, ráp cái súng nữa là xong. Có mấy con cái này cũng ngon lắm nè các bạn, sẵn mình về mình cái mình chờ luôn. Để mình ở đây nhiều cái con gọi là cái con Barasher lắm. Để mình sẵn mình chiến về cái mình tem dọc đường các bạn, tem dọc đường cái con nào cho nó nhiều level. Cái con cao nhất hồi nãy mình coi là 50 mấy đúng không? 12, 16, 12. Con này 8. Ui. Ui hai con đang nhảy được cái gì cơ? Con này hả? Con này 64. 64 mà không gần nhà cũng hơi khó. 70 mấy. Có con nào trăm mấy không ta? 44, 7 mấy là căng rồi. 7 mấy là ban căng rồi. 4. Ui có con T-Rex nữa cả. Ui con này 76 ngon quá mà có con T-Rex hổ nhờ. Ui. Mình cá với các bạn là Barasher thắng T-Rex luôn ấy. Chứ không chơi đâu. Mà gần đây có tụi Raptor cũng hơi căng. 24. Ủa mình đi đâu qua đây vậy? Mình đi đây mới đúng. Ok. Mình sẽ kiếp cái khúc này cho đến khi mình về tới nhà các bạn. Hồi nãy cái con cano mình nhiều rồi. Thôi thôi. 16 hả? Ui. Galimun gì nhiều dữ vậy? Ui. Nó lọn vãi. Nhìn mà thấy lọn. Ok, về tới nhà rồi các bạn. Và bây giờ mình thử mình review trước cho các bạn xem luôn ha. Tan con nào là review con đó liền. Ui. Đó, cái hệ sinh thái mình tới tới trên đây mà cũng có mấy con mấy con Sam nữa. Quăng nó ra thôi. Ui. Và giờ ráp vào Smite đúng không? Sẵn mình sửa cái súng mình luôn. Quẳng cái súng mình vô. Refair, nếu mà refair không được thì chúng ta sẽ lấy súng mới. Trời ơi, nhà mình không có gì thiếu ngoài điều kiện á. Không thiếu, không có gì ngoài điều kiện hết á, yên tâm đi. Mới nói giờ mất cái súng mất mẹ rồi. Không sao, chúng ta lên lục đồ của thằng sĩ với Hoàng Anh. Ui sao kỳ vậy ta. À đúng 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 rồi, mình đang chơi ở cái single layer, mình chưa có tạo host cho nên là mình không thể lục đồ mấy ổng được. Phải cái lùn đó. À, refine nó là cần nhiều wood thôi là được đúng không? Tại làm biến thôi các bạn, làm biến thấy rõ luôn. Sửa luôn á, bỏ full wood vô là được rồi mà phải đi lục đồ. Này. Xong. Đến đây mình làm cái đầu cưỡi luôn. Ba ba gì? Ba này đúng không? Barion Oni. À, để mình làm đầu cưỡi cho cano nữa. Cano mình làm bên đây hả? Không, cano mình chưa học. Cano đây. Đây, có đầu cưỡi cano liền. Má mấy con này lạ lạ, mình chưa, đó giờ mình chưa gửi con này lần nào các bạn. Mình hôm nay chắc là season này mình sẽ tem tất cả những cái con mà con thú luôn, tất cả con thú luôn trừ những con không tem được nha, còn những con tem được là chết với mình trong season này luôn, hứa với các bạn luôn á, hứa luôn. 64 cũng không tới nổi tệ đâu. Ui nghe nói con này lặn giỏi lắm, stamina thể lực nó căng lắm, stamina nhiều 500 mấy cũng đâu tới nổi, cũng đâu tới nổi nhiều á chứ không phải đâu tới nổi tệ đâu. Thử nha.
À vậy gọi là ngon hả? Để mình vứt bớt ở nhà coi. Nhiều khi nặng đó, em nó không có chịu được đúng không? Ui thịt đùi bên đây cá đống này. Đấy, nghe thấy có vẻ như là, à thì ra là vậy hả? À thì ra là whip vậy ha. Hèn chi các bạn kêu mình review vãi cái luôn á. À thì ra là vậy. Sao nó không giống như mình mong đợi ta. Con này nghe nói bạn các bạn nói là đánh xoáy đúng không? Mình thì có thấy rồi. Để mình thử coi. Ui hơi bị ghê á. Chiêu 2 đó các bạn, chữ C coi. À chữ C là đi xuống. Cạp bình thường đúng không? Ui oxygen mình hết, sắp hết rồi. Để mình thử đánh con quỷ này coi. Còn nó nóc không? Ui đánh chó luôn hả? Holy shit. Ui đánh chó luôn kìa. Ui căng hả? Ui đã hả? Ui ui đã hả? Hèn chi các bạn kêu mình tem biết vậy, là có con này là hôm bữa đánh con mô sa không biết chó không nữa. Ui hơi bị ghê các bạn, hơi bị ghê. Có đam nó thế nào, đam bảy mấy xoay năm mấy. Ui không biết đánh khi nào nó nóc thôi, không biết đánh khi nào nó nóc thôi. Để mình lấy cái kính lúp mình coi biết liền cái gì. Ui đánh cũng không tới nỗi là, đánh không tới nỗi là kiểu như là nóc cao, nhưng mà rất là thích cái chiêu đánh xoáy của nó làm choáng. Cũng hay ấy, nếu mà nâng đam của nó lên thì nó sẽ đánh nóc, cái tỷ lệ đánh turbo ra turbo cao hơn. Được được con này, được con này ổn, con này ổn, các bạn review tốt đấy, các bạn hay đấy, review được con này ngon rồi. Chiêu 2 coi như thế nào. À chiêu 2 ở trên bờ nó sẽ không làm gì hết nha các bạn. Ui gì vậy? Ok. Đấy con này có thể lấy được cái gì không? À, con này có thể nhảy giống Raptor luôn. À không thể lấy được thịt. À, không thể lấy được berry. À rồi ok. Ngáo không mày? Ngáo không mày? Rồi ok hiểu rồi, hiểu rồi. Thì ra là con này là như vậy. Ok con này là như vậy. Để mình chưa để ý cái oxygen nữa các bạn. Để mình test lại cái oxygen của nó coi. Oxygen của nó không có oxygen. À có nghĩa là con này vừa sống được trên bờ mà vừa sống được dưới nước luôn. Ngon. Đồ ghê 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 ghê. Nếu mà con này nâng đam với lại tốc độ chạy là bá đạo luôn ấy. Giúp cho mình đi tem những cái con kia một cách dễ dàng luôn. Để có dịp mình sẽ thử thử coi nếu mà cái chiêu sấy của nó có tác dụng với Mosa không các bạn. Thì mình nghĩ những cái con lớn nó sẽ đánh chó rất là khó, nó tạo kiểu như tạo độ khó cho game vậy đó mà. Thấy cái lồn gì nặng nhờ, vứt vứt bớt đi, có thịt đùi mà. À, cái này luôn đi. Rồi, let's go. À, con bờ tem mình để bên kia đúng không? Các bạn thấy nhà mình không? Nhà mình là muốn đi đâu là đi. Ôi, nó bay vô đây rồi. Sau này mình còn mở rộng ra nữa cho các bạn biết được. Kinh khủng lắm. Mình có những cái dự án rồi. Mình lên idea hết rồi. Và bây giờ chỉ chờ ngày quay thôi, đúng không? Và bây giờ chúng ta trở lại với đầm lầy để đem con cano về, và sẵn đó mình sẽ đem một em Barasser về luôn. Hay là mình quay về vấn đề chính của clip hôm nay ta. Tại vì mình hứa với các bạn là đi qua vùng núi tuyết để tem một con nào đó bên vùng núi tuyết. Và cái con đầu tiên mình nghĩ bên vùng núi tuyết đó là Mammoth. Tại vì Mammoth nó farm cây rất là tốt. Hình như là tốt nhất luôn á, tốt nhất trong ARK luôn. Cho nên là mình chắc là mình nghĩ mình loại qua bên vùng núi tuyết. Đúng rồi, tại vì ban đầu mình cũng tính như vậy á các bạn. Nên mình mới cài cái mod này nè, cái mod cái gì đây?
Nên mình mới cài cái mod Raybox vô nè. Chứ nếu mà tem gần á thì khỏe rồi. Cái này mình mở rồi đúng không? À, cái này hôm bữa mình tem con Ronto mình với bọn anh mở rồi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi qua vùng núi tuyết nha. Nó nằm ở cái phía bên góc bên trên, phía bên trái của bản đồ các bạn. Mình nhớ không lầm là vậy đấy. Thì ui hơi nóng đấy. Ui có một con T-Rex Alpha ở dưới kìa. Nó giết nó chắc nhiều đồ lắm các bạn. Chờ đi con. Mày không thoát khỏi đâu con trai. To be continue. Giờ lội qua vùng núi tuyết và bắt một con mammoth về để farm gỗ. Để sau này mình còn rất là nhiều thứ để mình xây nữa. Nhưng mà từ dài về sau là chắc mình nghĩ là không cần phải xây gỗ nữa. Tại vì các bạn nghĩ đó xem coi. Và mình vô tình mình thấy một con Wetzel luôn. Wetzel level 4 hơi bị cù mía. Chắc là mình sẽ giết con này. Rồi sau đó mình chờ cho có con mới spawn ra. Mà bây giờ mình sắp hết stamina rồi để mình xuống dưới. Có gì mình sẽ giết con này luôn. Nó sẽ giết một con, nó sẽ spawn ra một con mới ha các bạn. Và nãy quay lại vấn đề là các bạn đón xem coi. Gỗ rồi tới đá rồi chắc chắn nó sẽ tới nhà gì nè. Chắc chắn là metal. Sau metal thì chúng ta sẽ xây một căn glass. Glass xong thì chúng ta sẽ xây thêm tech nữa. Mình cái vấn đề tech thì bây giờ nó hơi xa xỉ với mình. Nhưng mà để mình ráng. Thì mình dứt con này xong rồi mình qua vùng núi tuyết liền. À, đánh con này biết chừng nào ta. Ờ nó sắp chết là gì rồi. Ờ nó sắp chết rồi các bạn. Các bạn biết là trên bầu trời này không mấy, không xuất hiện nhiều con quét rồi như các bạn nghĩ đâu. Cho nên là chúng ta phải giết nó để spawn ra. Ôi thịt của tao. Thôi. Ok nhường mày luôn á. Ngáo à, ngáo à, ngáo à. Ok bây giờ mình sẽ qua cái vùng núi tuyết luôn ha các bạn. Skip khúc này nha. À, tới rồi đây, lạnh rồi đây. Có vẻ là lạnh rồi đây, chúng ta khoác cái áo này vô coi. À, hơi hơi thôi. Thấy không, bởi vậy đi là phải chuẩn bị chu đáo vậy đó. Nói ra mà không biết ngượng miệng là mình đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi kiếm một con ma mốt mà có vẻ như nó hơi bị level hơi trâu một tí đi. Ở đây ở vùng này thì không thiếu ma mốt đâu các bạn cứ yên tâm. Ok cứ mình cứ rà đi. 32 rồi đúng không? 32 hiện tại là cao nhất. 20 và chúng ta chỉ duy nhất tem một con ở đây nha các bạn. Tại vì mình chỉ có một cái rail box thôi. Nếu mà tem được con kia cũng bỏ, mình cũng làm biến qua lấy lắm. Thề các bạn làm biến qua lấy á. Cứ mỗi chuyến đi là chúng ta sẽ kiếm được một con thôi. Con Arem thì cần phải suy nghĩ lại. 44 hả? 44 còn non lắm. Thiếu gì? Ui một con Utiranus kìa. Ai cha, có nên cân nhắc không ta? Mình thề với các bạn là mình không nhìn lầm đâu. Utiranus chứ không phải là con móng tay dài. Má hai con đó chuyên gia nhìn lầm luôn á. 24, 32, 32 cao nhất hả? Utiranus cũng chết luôn rồi. What the fuck? Utiranus hồi nãy mình thấy là mới là level 8 à. 32. Ủa sao 32 là mặc định hết mà. Bên đây cũng có Megatherium nữa nè các bạn. Để mình kiếm cái đỉnh nào mình đáp coi. Đằng kia có một con level 4. Bên đây thì ui cano. Ui cano được con Utiranus núp mà không phải là nó búp nha các bạn. Nó kiểu như nó hù á. Aren thì chúng ta cần phải suy nghĩ lại tại vì tem được một con Aren cũng tốt. Thì có Aren thì chúng ta chỉ cần dắt nó về thôi chứ không nhất thiết là phải đưa nó vô rail box.
Vùng này vắng vẻ là được. Ui level 4, 40 hả? 40 phải không? Nhớ nhớ cái chỗ này nha. Để mình xem nha. Mình thích một con lông trắng cả. Chứ mấy con này thì nó hơi bị bèo. À, mà muốn mà lông trắng hơi bị hiếm á. 16. Ui, bên kia kìa, bên kia kìa, bên kia kìa. Mới thấy nó té xuống mà nó mất tiêu rồi ta. 20 hả? À. Không, mình về mình sơn lông nó được các bạn. Mình về mình sơn lông nó được. Mình lấy sơn mình xịt lên là cái lông nó trắng tinh luôn, nó trắng như tinh luôn. Ok, chắc mình tam con 40 quá. Ui, lên đây lạnh hả? Ô, con tê giác không? Tê giác nó thấy tê giác nó nhớ lại cái Anunnaki hả các bạn? À, con 40 nè. Dưới đây cũng một con 40 màu đen. Dưới đây. Ôi, Aren. Ui, Aren 64. Ui, chết luôn, vãi cả đái. Ui, đây quất 68 luôn. Ui, hơi lạnh rồi, hơi lạnh rồi. Anh ấy anh run quá rồi, run rồi. Anh thở nghe mệt đó. Ui 48 hả? 48 phải suy nghĩ lại nữa. Hết stamina rồi. Để mình xử lý xong cái con. Chắc mình nghĩ mình sẽ tem con Aren trước rồi sau đó mình tem con ấy sao. À, Aren khó tem lắm. Nhưng mà với cái đạn shocking này thì mình khá là tự tin các bạn. Ôi. Ơi, tăng luôn, tăng luôn, tăng luôn. Tăng luôn, tăng luôn. Ôi. Tăng luôn, tăng luôn. Dính. Trời ơi, giỡn hoài, giỡn hoài. Mình mang giáp sắt đó các bạn, chứ không phải là mình mang cái gì đâu. Mang giáp sắt á, thiếu ngựa sắt nữa thôi là ổn á. Là thành thánh giống luôn rồi đó. Má, hồi nãy ném chúng nó đưa mình xuống rồi, nó đạp mình xuống rồi. Hên. Ôi rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Ở đâu rồi, mày chết cho chết nổi đâu có tiêu rồi. Có thể nào phá mấy cái cây này không ta? Ủa kỹ ta. Nãy mình đứng ở trên đó mình bắn nó qua đây. Mình không nghĩ nó bay xa vậy đâu. Ui nãy rớt không coi luôn. Giờ thấy đâu mà lần ta. Ui lạnh nữa ông nội cha ơi. Ui mấy con đầy quốc này chắc nó quốc sát con chim luôn quá. Ôi thôi bỏ mẹ rồi. Ok. 12. Ui mà anh nó đứng đó sao đứng yên nguyên vậy ta? Ui nó bị lắc các bạn. À, không ổn các bạn ơi, trên đây lạnh quá, trên đây lạnh quá. Nếu mình nhớ không lầm là mình đứng ở khúc nào nè, đứng ở khúc này nè. Nó bay tới đó đúng không? Bay tới đó nó không đi xa. Ủa. Ok, lỗi mình. Hơi bị ngáo. Ăn cháo cho hết ngáo. Mình thứ nhất là tiếp theo là mình còn phải đi kiếm trái cây. Trái cây để thêm mammut, mammut đâu ăn thịt đâu. Nên là trái cây trên đây là hơi khan hiếm nữa các bạn, trên đây toàn là cây không à. Không có berry. Ôi ơi, không được, con nó đánh. Chết luôn á. Ui, có con gì cả. Ui con hươu. Không mà nay mình đi. Ui nó đứng ngay cái chỗ ấy luôn á chứ. Nó đứng ngay cái chỗ lấy berry của mình luôn, sao mình dám lấy. Ui, sao trên đây berry khan hiếm vậy ta. Đó, lấy đúng một lần luôn các bạn.
gì ba. Ui, Yuti ra nún à, đang đánh lộn. Ui, level 52 hả? Hồi nãy mình lấy, mình thấy con 60 đúng không? Ui gì, gì không cần quan tâm nó đâu. Ui, Yuti ra nút chết với hai con cano luôn kìa. Cần phải Yuti ra nút nhìn nhỉ, nó vậy các bạn. Nó chỉ được cái búp thôi, còn nhiêu là thấy nó yếu yếu sao á. Thôi đi xuống. Đồ mình còn nguyên mà sao thấy lạnh dữ người ta. Buổi sáng rồi chứ, hồi nãy mình mới vừa mặc vào mà. Xong chưa đây? Ok, 50% rồi. Ở đây đi xuống mình gạo, thấy hồi nãy thấy con 60 mà. 60 lông đen. 20. Ôi thôi heo rừng nữa hả? Nó lâu quá mới thấy heo rừng đó các bạn. Heo rừng nó có hiệu ứng búp máu cho đồng đội. Búp máu cho những con trong team. Ok, để mình đi kiếm lại con mega, cái con ma mút đi. Sẽ đóng mục tiêu rồi ta. Đây nè, phải không? Ui 64 luôn. Được. Ổn áp. 64 là ngon, 64 là ngon. Rồi đứng view đẹp luôn ấy. Thề luôn. Thôi được. Ui. Các bạn có để ý không? Ủa hình như mình bắn hay gì á. Hai viên xỉu chứ gì? Ba viên xỉu chứ gì? Ui bắn trúng đất nữa chứ. Ăn vô. Cho máu lên tí. Rồi nó chạy rồi. Đừng xuống dưới em, Rồi gục. À, súng bắn ma mút còn chết, đừng huống chi là mấy con kia. Hên quá, đậu ngay đúng vị trí hợp lý luôn các bạn ơi. Vị trí địa lý thuận lợi luôn ấy. Ui, đậu hơi xa nó nhỉ. Ui nó ngủ mà nó ngái cái tiếng thì ghê không. Berry. Sao? Chắc là mình phải đi lấy thêm berry cho nó quá chứ bây giờ không đủ chứ. Đang xám hồn lắm. Con Utiranus à, hình như hai con không đánh lộn hả ta? Ôi, trên này. Lo lấy berry đi, lạnh lắm rồi. À, mỗi cái bãi lấy được có một lần thôi đó, bởi vì các bạn thấy thời tiết bữa nay nó khắc nghiệt không? Thôi, chó săn, thôi. À, mấy ảnh địa liền. Chậm là đi một sải rồi. À, arena của mình xong rồi nè. Yes. Rảnh, ui con này 72 luôn. Ui, căng ấy. Ui con này 72 luôn các bạn ơi. À, khoan, để mình lo cho con ma mút xong cái đã. À. Cái nào chứ không cái nào ra cái nấy được. Từ ở đây có mấy bãi nè, nhìn thấy cũng tươi rối nè. Vậy chứ lấy được con lần à. Ok, let's go. Ăn như cái đã. Mình qua mình lo con ma mút xong rồi con chim nó vẫn ở đó đi, không sao đâu, cứ để nó đó đi. Từ từ mình xem sao, mấy con nó 72 hơi bị băng căng luôn ấy. Rồi, và bây giờ qua chiến đấu với con Aren nữa là xong. Làm sao dụ con Aren đây ta? Con đó đúng không? 72 nè. Nó không có view để giết nó. Con này thì nhiêu? Con này 36 hả? Chà, chắc là phải dụ nó rồi các bạn. Quýnh lộn mày. Ok, quýnh lộn thì quýnh. Thôi bắt xẹp nha bạn, bắt xẹp nha. Bắt xẹp. Mình dặn nó rồi đó.
hụt luôn, hụt luôn. Các bạn phải đón hướng đi của nó mới được. Dính một phát bắt xẹp hết. Đây đây, lên 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 đây. Nó không giết nổi mình đâu, yên tâm đi. Hình như mình hình như mình tính hơi sai đó các bạn, hình như mình tính hơi sai đó. Thôi nhưng mà đúng rồi, hơn. Phản kèo vào lần cuối luôn. Phản găng luôn. Hay quá. Hên quá, hên quá. Không được, không ổn rồi các bạn, không ổn rồi. Không ổn rồi, mình thấy không ổn rồi, tình không ổn rồi. Mình thấy không ổn luôn các bạn. Đi một sải luôn đó. Đi ra ngoài đây cho bớt lạnh. Ui vẫn chưa lạnh nữa hả? Chưa hết nữa hả? Nó đầy cây máu mình vô, đầy cây máu mình vô. Ui máu rút kìa, máu nó rút kìa, máu nó rút kìa. Không ổn rồi. Không lẽ chết ở đây. Không cho phép đâu. Ui máu mình giật hơi nhanh luôn á. Có cách nào không ta? Má ăn cái này nó không lên máu. Mình phải về mình nấu rượu mới được. Thôi xong rồi, bỏ mạng ở đây rồi, bỏ mạng ở đây rồi. Má gãy xương luôn các bạn ơi, gãy xương luôn rồi. Mình thấy ẩu. Cái áo này mà không làm được cái gì luôn hả? Căng thế. Vãi cả lồn. Chết vì lạnh chứ cay nhờ. Chết vì lạnh nha. Cái thế. Thôi bây giờ chế bộ đồ full nữa mà da đâu mình có đâu, beo mình không có beo mới cay nhé. Không lẽ bây giờ mình lội con Gigan qua bển, đem cái bàn smile theo. Cũng nghe có vẻ như hợp lý đó các bạn, nghe có vẻ như hợp lý đó. Ui nội như đây thời tiết lạnh dữ ta, căng phải đái. Biết giờ nãy mình làm cái cam được rồi, nhiều cái cam là được rồi. Bây giờ từ từ để mình tính, có đồ gì mình chơi đồ nấy đi, rồi mình sẽ tính sau. Không có chim, vấn đề là không có chim. Đầu tiên mình sẽ giải quyết mọi chuyện trong ngày hôm nay luôn, trong tập này luôn. Bây giờ tiếp theo là đi lấy thịt nè. Ok, mình cần phải tập trung cao độ rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cần phải ráp một cái smile. Hai metal stone và wood. Hai metal stone wood. Sau đó để ráp được một bộ đồ full thì chúng ta ngoài cần phải peo ra, chúng ta cần phải có metal, hai fiber. Cái đéo gì vậy? Hai với fiber đúng không? Full lại nè. Fiber 2 và metal, fiber 2 và metal đúng không? Rồi, lấy fiber bỏ anh đây. Xong.
Tiếp theo mình ráp một cái đồ cưỡi cho con Aren Tavis. Gen. Đây thì chúng ta cần chitin. Chitin đừng nói lấy hết làm xem minh tin rồi nha, không thể nào như vậy đâu. Ui, thiệt là vậy luôn hả? Đây, keratin đây. Mình nhớ mình còn để dành mà. Ui, hết thiệt luôn. Căng nhờ. Bên đây còn chứ. Ui. Chi tiêu một đống bữa mà mình làm một phát một cái hết luôn các bạn. Thành xin minh tin hết luôn. Gen Tavis. Thiếu 100. Chi tin hả? Kiểm tra lại lần nữa coi. Ok, đi lấy keratin mới được. Keratin mình lấy Spino đi cho nhanh, hoặc là con này nè. Ui, tại sao một con Ronto xuất hiện ở đây? Đầu tiên mình mặc đồ vô cái đã. Bây giờ phải đi lấy nữa, mệt thấy sợ luôn. Ui, rất là không có chi tin luôn các bạn ơi. Ok, mình kiếm phút này mình đi farm chitin nha các bạn. Ok, đủ rồi các bạn. Dư sức à. Thời tiết hơi bị khắc nghiệt luôn các bạn. Gì đâu mà giờ này đang ở bên cái vùng mà không có tuyết, không có gì hết mà vẫn lạnh. Phải cái đáy à. Rồi bỏ vô Aren đúng không? Ủa, hình như mình thiếu gì đúng không? Aren thiếu gì hả? Ui, 35 hả? Ui, có lộ không vậy? Một con Spino nữa đủ rồi. Một con Try nữa đủ rồi. Vô đi em. Đủ chưa? Gen. Ui, 15. Ui, đây con rùa nữa, mừng quá. Xong, và bây giờ Aren. Xong. Sau đó mình sẽ đi lấy con Gigan đi các bạn. Mình nghĩ là như vậy chứ bây giờ mình không còn chim nữa. Mình không còn chim nữa mà để mình đi rồi. Đi một cái chuyến đi hơi bị dài một sải luôn. Aren, còn cái gì nữa ta? Mammoth. Mammoth mình nghĩ là không cần đâu. Mình lượm một túi đồ của mình là coi như mọi chuyện xong. Mình phải cất con, không chừng là con chim của mình chết rồi nữa. Chắc là mình lấy con Aren đi luôn quá. Ok. Tới nơi là xong. Lương thực đầy đủ không? Dư sức. Đồ đạc đúng không? Đồ đạc mình đã chuẩn bị rồi. Qua bển farm full nó là xong đúng không? Full. Khoan, không được. Má mình chưa tính kỹ cái full. Qua bển là phải đặt xuống là giết mấy con có beo đó các bạn. Có lông là làm liền một bộ đồ full liền. Full. Đây, tính rợ thôi nha các bạn. Fabi cái tờ ở Fiber trước rồi, 448 820 10 13 13 13 18 18 Fiber quá dư luôn. 20
10, 16, 16, 21, 21 là 28. 28 với 2 nữa là 30, 30 với 10 nữa là 40, 40 da quá dư. Rồi metal thì quá dư luôn. Ok và bell. Rồi xong. Smile có. Ok, kịch bản của chúng ta đó là cỡ con Giga khi mà qua tới bển á thì giết một cái con nào đó có peo và sau đó đặt cái smile xuống ráp. Ráp sau khi ráp một cái smile để ráp for the fools. Ráp đồ full thì chúng ta sẽ đi lấy con chim và đi lấy con mammoth. Sẵn lấy Aran luôn. Cái hành trình chúng ta đi va gian nan hơi bị ghê nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi hướng này. Tâm thẳng lên luôn. Hồi nãy mình chết ở ngay cái bì 20 20 10 20 20 40. Ok, let's go nào. Ok, mình tới rồi anh em ơi. Á, mình không biết là mình đi đại luôn á, mình đi cái đường mà nhanh nhất luôn á. Mình không biết mình bang bang qua đây nữa, cứ đi đại đi. Mình đang tìm cái bằng mọi giá, mình tìm cái rớp của mình nhanh nhất có thể. Bây giờ mình cũng bó lại còn mà hai bán dây chai luôn rồi. Con này nó stamina nó rất là phí không. À, đi vài bước là nó ngừng liền rồi. Bây giờ việc đầu tiên mình cần làm đó là giết một con thú có lông nhanh nhất có thể luôn, nhanh nhất có thể luôn. Ôi mày đừng có hành tao lúc này chứ. Ok, đi ra ngoài đây là hết rồi nha các bạn. À, khó ta, gặp trời mưa nữa, đợi trời sáng rồi. Ô các bạn thấy không, khi mà quay đầu vô đây nè, mưa ha, mà quay đầu qua đây nè, ui gió bão các kiểu. Ok, giờ mình đi lan lan qua đây đi, tại vì mình cần phải đi ra bờ biển, mình đi tìm đường ra bờ biển, mình đi dọc dọc vô mới thấy cái vớp của mình được. Trời trời, vậy sao mà đi được trời, không hiểu nổi. Thôi đứng đây đi, đứng đây đi. Trời trời, sáng sáng rồi mình đi, trời vẫn còn mưa các bạn, nhưng mà nó đỡ rồi, nó sáng sáng rồi. Tìm đường mình mò mò vô đó. Mục tiêu của chúng ta là ở khúc này nó lại nóng, khúc này nó lại nóng, what the fuck, khúc này nó lại nóng. Rồi bây giờ lạnh là lạnh thấu xương luôn nè, lạnh thấu xương luôn nè. À, tụi này nó làm tụi game để làm khó thì sợ luôn. Ok, máu mình cũng hơi trâu, không tới nổi. Đi xuống giết một con mammoth là có thể là được á. Ok, bell được 14 bell, what the hell, sao được có 14 bell vậy, ngáo ngáo nè. Ui giết con tê giác nó nhiều bell hơn các bạn. Mình còn phải lia hết đám này cái đã. Hình như mình thấy không, lặn phi ra nha, nó nhiều lắm. Tao không muốn giết tụi bay đâu, tại vì ai kêu tụi bay đứng này chi. Tiếp theo chúng ta sẽ ráp smile. Ui phải có potion nữa hả, chết mẹ rồi, potion đâu ra. À, thác đúng không, thác đúng không. Ui vãi cái đáy, thác không có ở đây, đây, đây có rồi, hên quá các bạn ơi. À, nhưng chúng đi một sải nữa rồi, đi một sải nữa rồi. Potion đây, phải đặt một cái smile lên potion nữa, quên tính cái vụ đó nữa. Đó, tính sai là đi một sải luôn á. Tiếp theo là bỏ này này vô, bỏ hết vô, bỏ hết vô.
Rồi chúng ta sẽ bỏ bèo vô. Bèo thì nó khá là nặng nha các bạn. Bèo nó hơi nặng. Không sao sao, không sao, không sao, không sao. Ráp nguyên bộ là chúng ta không bao giờ lạnh, bao lạnh luôn. What the fuck, cái gì đây, thiếu cái gì? À thiếu bèo, ok không sao. Mặc vô là được, mặc vô là có thể cầm cự được. Đó thấy không, mặc áo chưa đủ, mặc cái chân nữa. Đấy. Cái tay ổn áp đấy. Thiếu bèo và thiếu này, ok giờ khỏe là khỏe là khỏe rồi. Ăn tí giờ lên máu nè. Và mình giết một ít chó sói đi để mình lấy peo cho full bộ luôn. Ui. Ui cái này sao bờ tút mà đâu có. Để ra mình, ra mình liên hết đám này cái đã. Ngáo nè, ngáo nè. Ngáo nè. Ok, tụi nó đánh gì tụi nó đánh kệ nó. Bây giờ mình chỉ việc mình quay về. Bao nhiêu bell rồi? À, 170, 170 dư sức rồi. Liên mấy con sói này luôn. Ui, cái đéo gì vậy? Ui, hú hồn, tưởng nó đánh cái bàn smite của mình chứ. Ui má tụi, cái thế lực mạnh nhất là không phải là con gì mà là mấy con heo các bạn. Thế lực mạnh thì sợ không? Lấy bèo, lấy bèo. Nó đi với con Giga này các bạn cứ yên tâm. Con này mạnh nhất server rồi. Con này mạnh nhất rồi, thua không chừng là quật con boss không biết là nổi hay không. Fools. Cái nón và cái quần xong. Okay, mặc như chưa chuyện gì xảy ra luôn. Rồi bây giờ let's go. Rồi bây giờ mình đi tèn tèn để mình lấy được cái rope của mình hả các bạn. Để mình tìm cái rope của mình là xong. Ok à, nói chung là cũng gần kế bên đấy các bạn. Mình đi khoảng chừng 1-2 phút là tới à. Con này đi cũng khá là nhanh. Ui ê ê ê, bậy, ẩu 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 bạn ơi. Bạn ẩu rồi, bạn ẩu rồi. Con chim của mình mà. Ui con này trâu vậy. Ui con lấy trâu ấy. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Ok và bây giờ xong, hoàn thành nhiệm vụ. Mission completed. Và bây giờ thì chắc là mình sẽ lấy con Giga vô á các bạn. Để cho mình xem cho mình tính coi nha. À, bây giờ mình đậu con chim ở đây xuống đi, cái đi lên được đúng không? À quên, mình lại mình lấy cái túi đồ của mình luôn. Đây thì chắc không có ai đâu, cùng lắm chết lần nữa chứ gì, cùng lắm chết lần nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ hợp ray box mình ở đây. Cái súng giờ mình cũng không có tem được cái gì nữa đâu. Cho nên là chắc là mình phải đi hai chuyến các bạn. Chắc là mình đi hai chuyến rồi. Đầu tiên thì mình sẽ ra mình đưa con Giga này vô. Rồi sau đó mình lên mình thăm con Mammoth với lại thăm con Aren của mình coi. Thật hả? Gì đâu mà quá trời vậy. Chắc là mình vứt cái này luôn, mấy cái bộ đồ này vứt luôn. Rồi ok đi. Lên thăm con Mammoth và con Aren của mình, sau đó mình sẽ dẫn con Aren của mình đi về. Hai con lận chứ không phải một con đâu, mà bây giờ mình không nhớ nó để đâu nữa, để mình lục lại ký ức coi. Nhớ không làm là mình đi ra ngoài rìa như thế này nè, đi ra ngoài rìa ở vùng núi bên kia hay bên đâu đấy. À đúng rồi, mình nhớ mình đi dọc cái bờ biển này một đoạn.
một đoạn rồi sau đó là mình sẽ chết tại đó đúng không ta? Mình chết tại đó. À, như vậy là nó nằm ở khúc ở đây nè các bạn. Ok, để mình qua bản mình kiểm tra nha. Ờ, ok, cái vùng này nè các bạn. Mình nhớ rồi. Hên quá. Để mình xem coi còn hay không. Mình nhớ là hai con chim với là một con mammoth đúng không? Một con chim bên đây. Ờ, nó kìa. Đúng rồi, con chim đó của mình nè. Ok, đi em. Hay quá. À, và hồi nãy một con bắn xỉu, không biết là mình nhớ bắn xỉu ở đâu, để mình xem coi. Bay cao lên để xem. Ở đâu rồi ta? Ủa, nó đâu mất mẹ rồi, mình nhớ mình bắn xỉu ở đâu vùng này nè. Ui, nó kìa. Ui, lên em. Và một con mammoth. À, mình nhớ là cái rảnh này nè, mình đứng ở trên cái vách núi, toàn là mình bắn ở trên vách núi không các bạn. Và hình như là để xem. Con đó là hình như màu gì ta? Không nhớ ta. Sắp hết stamina rồi. Mình nhớ là nó đứng trong cái kẹt nào rất là khó thấy ấy. Để mình soi kỹ thêm tí nữa. Xích xuống. Ui nó nè, nó đúng nó nè, hay quá. Ui nó kẹt đâu sâu dữ vậy? Ui. What the fuck? Ủa rồi sao vô? Ủa? What the hell? Ở dưới hả? Ok á. Ui, à, thấy lông đó rồi. Thấy lông là mình thu phục nó vô được. Rồi, hay quá các bạn ơi. Và bây giờ chuyến đi thành công mỹ mãn luôn. Một con mammoth và hai con chim. Hai con chim này chiến rồi nha. Rồi bây giờ chúng ta đi về. Khoan. Stamina sắp hết. Rồi bây giờ chúng ta đi về thế nào? Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này và đừng quên để một like, share giúp cho mình tạo động lực làm tiếp những cái tập sau của Survival Evolved Season 1 nha các bạn. Và nếu mà các bạn có thắc mắc ý kiến gì, các bạn cứ comment bên dưới hộ mình nha. Và khi mà các bạn đang xem mà các bạn chưa bấm subscribe thì các bạn bấm subscribe và bấm vào cái chuông và follow mình. Cũng như là mình có để cái link của Facebook, fanpage cũng như là cái series season 1 này các bạn cho dành cho các bạn nào mà chưa xem theo dõi từng tập á. Thì các bạn có thể vào đó mà xem từ tập 1 cho tới tập bây giờ. À, và bye bye. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha.